sướng không nhỉ? Ủa chị thì có chị em chỉnh chưa? Chưa bao giờ. Làm sao? Nhắc cái tay thôi hả? Chứ còn chưa làm gì hết á. Rồi chị học vừa từ bữa thứ mấy? Thứ hai. Rồi chị có thực hiện đúng như lời nói không? Chị về bỏ ăn hớp không khí, còn những cái tập thì cũng có cái nó quên. Ở cái mấy đó thì mình sẽ từ từ, nhưng mà cái cơ bản vẫn là mấy cái kia. Ha, rồi có giường đá không? Có giường đá. Rồi. Tối nữa. Nhưng mà chị thấy là sau một cái mấy ngày chị chữa gì thấy như sao? Đó mà chưa mới đầu mua đá thì hồi không có đến đây nhưng gọi điện rồi mua đá thì tại một đêm nhìn thấy cái bè thấy coi cái là thấy thầy là con suốt một đêm không ngủ một tí nào luôn, tới sáng luôn, tới 5 giờ sáng bắt đầu là đi Tây Ninh, đi Tây Ninh mà về xong rồi nghỉ ngày thứ sáu không đi được, thì đến thứ hai đi, thứ hai vô đi lớp xin được học từ đấy. Rồi bây giờ chị còn cái khó chịu của chị hiện tại là gì? Đau chứ không thể tưởng tượng được, đau đứng như là đứng nấu cơm hoặc là đi từ nhà dưới lên nhà trên là đau dữ lắm. Rồi kinh lắm hả? Cái lưng với là cái cổ này đứng như đau, cái tê cái chân này, hôm nay nó tê cái chân này. Rồi cái đó tê chân là do cái cuộc sống lưng. Rồi bây giờ cái cử động nào là chị chịu khó chịu nhiều nhất chị ta? Có đi là đau nhất. Đi là đau nhất thôi chứ bình thường là không có gì hết. Rồi bây giờ chị đi nhanh từ đây lên kia thì nhanh được không? Đi thì sướng chứ. Đi dài dài vậy đó hả? Vâng, chứ đâu không được ngắn. Chứ không có đi lanh lẹ, không có đi ngang ngắn đúng không? Vâng. Đó, rồi chị lại đây. Đó, đó, đi vậy đó, đúng không? Mình sẽ xẻo qua một bên. Rồi, ok được rồi. Rồi, đi nghề. Tức là chị cũng luôn đi. Rồi, nhà làm nghề gì? Năm năm nay. Là... Rồi, nhà thôi á. Mà trước đó làm gì? Trước thì làm nặng lắm, đi làm 1 tiếng rồi bác, bụng nặng. Do vị trí giác nặng rồi. Mình ở đây làm rồi không có cứ ỷ sức phải không? Đó. Bây giờ là chị phải ráng nghe lời tôi ha. Tại chị phải cái tay này nó bị sụn không nhấc lên được. Tức là bữa đó nhấc không được luôn ha. Tự nhiên cái nó đau cái chích thuốc cái gì cũng tưởng là nó hết rồi hai người cũng dơ rồi dơ đi dơ đừng coi trên đó đó thôi. Ok bây giờ con lớn hết rồi hả? Rồi nó có phụ mẹ không? Năm đứa thì gả còn vợ hết rồi thì gả chứ rồi nó nhỏ nuôi nó giờ nó có không? Có thì có thằng thứ ba nuôi. À, thằng ba nuôi còn mấy đứa kia là trốn hết. Con cái chán ghê không? Còn đông là phải sướng đúng không? Đừng còn đông nhiều người chỉ xích ra đây tí xíu. Đó, ok. Lên không được bao lâu à? Từ hôm Tết chứ vậy? Tết vậy hả? Rồi. Đi lên nữa. Đó, đúng rồi. Rồi. Cái chân này có đau không? Có. Đau hai có bốn. Đau gói coi như người dạ nhé. Một chiếc xin chúc tôi tránh được gói dùm chị tội nghiệp. Đau. Quay mặt mà đây quay mặt mà đây. Đó. 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 Đó.
đó rồi. Ráng gì ăn ráng gì nha, nhưng mà buổi trưa phải ăn cho đầy đủ nha, đừng ăn thiếu nha. Thịt cá rồi có cái điều kiện sao cứ dùng. Tại vì là chị phải nhịn ăn để cho nó xuống ký lô mệt quá rồi. Mình đầu quay lại đi, cái đầu quay đi. Tại vì đó là cái trọng lượng của cái cơ thể á, nó nặng quá cho nên là chị 71 kg. Ừ. Sau thấy nặng sợ uống thuốc giảm cân xuống 9 kg. Thôi không uống thuốc giảm cân luôn. Tại vì hồi trước nó nặng quá sợ nó cái hai con gối á, cứ uống thuốc vô càng uống nặng mà. Thôi không được, không được. Uống thuốc. Đối với chị là không có thuốc gì hết, chị cứ nghe lời đúng như tôi làm. À, rồi nhịn ăn, rồi hút không khí, rồi chậm há, phải tích cực lên nha. À, rồi mình phải khỏi bệnh mới được, chứ còn không có để gì được. Và không có phải thuốc gì hết. Chị cứ nghe lời tôi đi. Rồi sau một năm sau thì chị thấy thay đổi hết rồi. Mà không phải thuốc men gì hết. Cố gắng. Mọi người đáng cố gắng tập cái ngũ hội tâm tinh, thì cái ngũ hội tâm tinh là cái quan trọng. Nhưng mà ở mà em học cái ngũ hội tâm tinh mà tốt rồi đó, hàng ngày em bấm cái bài cũng đỡ lắm. Dưới đây có cái bài chữa được cái quả đó, hôm qua dạy thầy rồi xoay gốc rối rồi đó. Chịu khó làm cái đó, em cái đó là hay. Chị bị mông bên nào vậy? Bị đau nãy đau bên nào vậy? Bên đó ha. Ok. Rồi chị quay mặt qua đây rồi chị làm đây chút xíu. Để xích ra tôi chút. Rồi nói rồi rồi rồi. Rồi cái này lấy lên rồi này thả ra. Đó. Ok. Giơ tay, bây giờ giơ hai tay lên. Bây giờ giơ mà đừng nắm tay chứ được.
dơ đừng có nắm được không dơ cũng một lên lên rồi nắng nắng tập vậy đó nha. Ok nắng được không thì cứ nắng là mạnh lên nữa, mạnh lên mạnh đi úp rồi giỏi. Ok cố gắng nha. Rồi được rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.